chào mừng quý độc giả đồng hành cùng Phong Thủy và Số Phận. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và bật mí những điều huyền diệu xung quanh cái tên của mình. Mỗi con người khi sinh ra đã được đặt cho mình một cái tên riêng biệt. Thế nhưng đó không đơn thuần chỉ là tên, mà nó còn chứa đựng những huyền cơ về cuộc sống của chủ nhân mà chúng ta không hề biết đến. Xem tử vi tên là phương pháp luận giải tương lai, vận mệnh của quý bạn thông qua tên gọi của mình. Xem tử vi tên sẽ sử dụng tên của con người, sau đó áp dụng sự huyền bí của phép luân chuyển kinh dịch để luận đoán. Với một cái tên sẽ tương ứng với một quẻ trong kinh dịch, phản ánh tất cả những điều liên quan đến cuộc sống của con người. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn có một kết quả chính xác nhất về tên của mình. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tên Diệu Hiền. Tên của bạn tương ứng với số 3. Số 3 là tượng trưng cho tình cảm, tài năng đại chúng. Số 3 tiên đoán sự thành công trong các ngành khoa học, kỹ thuật, nếu biết dung hòa sự hoạt động và khả năng tinh thần của bạn. Số 3 liên hệ với sao Mộc Tinh, các nhà tử vi Hy Lạp cho đó là một số hoàn toàn, và số 3 của bạn tương đương với Hoàng hậu trong lá bài Tarot. Về phần tính tình và nhân cách, những người có số 3 có nhiều khả năng thiên phú và ham thích học hỏi, lạc quan, dễ say mê, tháo vát và rất thông minh, thích sống tập thể, yêu đời và làm cho những người xung quanh vui theo họ, thường công nhận sự rủi ro và cho đó là điều tự nhiên, là điều không thể tránh được. Họ không than thân trách phận, có tài ứng biến, thích hoạt động nhưng ít cương quyết, dễ bị người khác chi phối, đồng thời dễ gây ảnh hưởng cho người khác. Họ có khuynh hướng ích kỷ, sống theo cách của riêng mình, dễ dãi đối với bản thân, rất chú trọng tới đời sống vật chất và tiền bạc, do đó muốn thành công để thụ hưởng chứ không phải thành công để nắm quyền hành. Đặc biệt, họ thích thức ăn ngon, quần áo đẹp, xe hơi và nhà lầu. Xã giao giỏi và đại chúng, thích quen biết, đi nơi này, nơi khác và tiêu khiển về ăn uống. Họ có phong cách nói chuyện hay, dễ làm quen với hoàn cảnh mới, làm cho mọi việc thoải mái, trừ phi giận dữ phi thường. Thường có nhiều bạn bè nhưng rất ít thân, vì họ ưa thích sự thay đổi và nhìn sự vật một cách đơn giản. Họ là những con người vui tính, dễ kích thích và làm hứng khởi người khác, ít chán nản. Họ thường bi quan, ít quấy rầy những người xung quanh. Vậy trong công việc, năng khiếu hay tiền bạc của những người thuộc số 3, họ được thể hiện như thế nào? Những người số 3 là những người có đầu óc sáng tạo và tưởng tượng rất mạnh, thêm với nhiều tham vọng, do đó dễ thành công. Nếu được sử dụng đúng khả năng và tìm cách phát triển, sẽ đạt được kết quả thật cao và thật nhanh chóng. Họ thích hợp với các nghề thuộc địa hạt như văn nghệ, viết văn, nhiếp ảnh, trang hoàng, hội họa, giải trí và các nghề cần xã giao. Họ thường ít kiên nhẫn với các nghề như bác sĩ, luật sư, kế toán, kỹ sư. Thông thường họ cũng rất dễ chán nản với công việc cố định và đều đặn. Nếu làm công, họ rất xuất sắc, được các bạn đồng nghiệp yêu mến và có nhiều sáng kiến nhưng không hề kiên nhẫn. Nếu họ làm chủ, sẽ tạo được không khí vui vẻ, thích thú và họ sẵn sàng đón nhận ý kiến của mọi người và luôn luôn khuyến khích, thưởng tưởng nhân viên. Bên cạnh đó, những người có số 3 rất dễ tiêu hoang phí cho mình, cho gia đình và cho người cộng tác. Họ không thích tiết kiệm và thích sắm sửa, rộng rãi về tiền bạc và quà bánh đối với mọi người. Quan niệm của họ là kiếm ra tiền là để tiêu pha cho sướng. Tóm lại, đó là người kiếm tiền dễ và tiêu pha dễ. Tiền bạc như chiêm bao, sáng vào tối ra là thường. Còn trong vấn đề tình cảm, tình duyên của họ sâu xa, vững bền. Sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, khi chưa kết hôn, thường là người đa tình, hào hoa và thích phiêu lưu tình cảm, do đó có thể bị tai tiếng về sau. Không muốn làm người khác đau khổ, nhưng lại vô tình coi thường tình yêu. Khi lập gia đình rồi là người rất trung thành, thích cảnh ấm cúng, chăm sóc, chiều chuộng gia đình của mình hết mực.
Tuy nhiên, không vì thế mà rời bỏ các đam mê riêng tư của họ. Hy vọng với chương trình của chúng tôi sẽ giúp bạn phần nào khám phá được những điều huyền bí xung quanh tên của mình. Rất mong sẽ được đồng hành cùng các bạn trong chương trình kế tiếp.